thì cái trái nó bự bằng trái dứa luôn các bạn. Trong đó mình ăn rất là creamy phải không? Mà cái mật cái trọng. Thì nó rất là ngon. Đó. Dạ. Mà cái này mình thấy tỷ lệ đậu trái rất là mạnh nha. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Heo Tips. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nhận biết từng trái mãng cầu, kiểu dáng nó như thế nào, là cái tên của nó như thế nào nha. Thì mình có mãng cầu nào thì mình cho các bạn xem mãng cầu đó. Giờ mình đang ở vườn của anh Khoa nè. Đây là kiểu trái Lisa nha các bạn. Đó, bữa nay cái trái này nó bự vậy nè. Thì Lisa là mình thấy nó có cái tím tím nè các bạn, xanh xanh tím tím ở ngoài. Trái nó còn bự nữa. Mà nói chung là trái Lisa cũng rất là đẹp ha. Cái gai gai bự ra. Đây là mãng cầu Lisa. Vừa rồi thì My có phân biệt với các bạn về cái cách mà nhận biết trên lá mãng cầu á, lá na thì mỗi lá nó cũng khác nhau, thì hôm nay mình cho coi trái nha các bạn. Trái bự quá chừng luôn nè. Trái nào nó cũng hơi bạc bạc tím tím. Mãng cầu Lisa thì thường chín vào khoảng tháng giữa tháng 11 tới tháng 12 là bắt đầu nó chín dần dần từ từ đó các bạn. Và nhiều người thì thích mãng cầu Lisa tại vì nó cũng thơm và mình ăn là nó cũng dai, nhưng mà mỗi múi nó cũng rời rời. Và đặc biệt của nó đó là cái mùi nó ăn rất là thơm cho nên nhiều người cũng thích. Nhưng mà cái này thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người nữa nha các bạn. Và đặc biệt là nó chín hơi sớm hơn mãng cầu Úc. Và về nứt trái đó các bạn, thì cũng có người nói với My là trồng mãng cầu Lisa bị nứt trái. Nhưng mà cũng có người My hỏi là cây Lisa của cô có bị nứt trái không? Thì cô nói chưa bao giờ bị nứt, thấy nứt hết trơn. Thì My nghĩ là cũng có thể là do thời tiết của mỗi vùng đó các bạn khác nhau. Cũng có thể là lạnh quá bị trái nứt, hoặc là nước nhiều quá thì cũng có thể bị nứt trái các bạn ha. Nhưng mà thì My cũng nói rõ với các bạn là tại My cũng có quen được nhiều cô chú đó, cho nên thì nói với My sao thì My cũng chia sẻ lại với các bạn như vậy. Thì có người bị nứt trái giống như là 10 trái bị nứt, 1, 2 trái, 3 trái vậy đó các bạn. Còn có người thì nói chưa bao giờ thấy nứt trái trên cây mãng cầu Lisa này hết. Nhưng mà nói về ngon thì mà có người nói là mặc dù lâu lâu thì trái bị nứt thì vẫn chấp nhận, nhưng mà nói ăn thì na hoàng hậu với Lisa là nhiều người cũng rất là thích luôn. Thì My cũng được report của nhiều người cho nên thì My chia sẻ với các bạn như vậy để cho các bạn hiểu thêm về cách trồng và săn sóc của nó ha. Chứ nếu như mà My nói cây Lisa này 10 trái mà nứt chừng 2-3 trái thì đối với mình cũng ok. Không đến nỗi nào các bạn ha. Rồi đây là mãng cầu Đài Loan. Mãng cầu Đài Loan mới thấy cái gai nó cũng hơi có nhọn nhọn nhưng mà nó ít các bạn ơi. Chỗ này thì nó lòi nhiều nhưng mà chỗ này thấy nó hơi láng láng. Đó, mãng cầu Đài Loan. Đây là cây mãng cầu Úc. Mãng cầu Úc, các bạn thấy cái trái đó, nó cái già nó láng láng nhiều, nó có gai nhưng mà gai rất là ít. Nó nổi gai ở trên đây chút thôi nhưng mà phần đông trái nó bự ra là da nó hơi láng nhiều. Quá chừng trái luôn nè, hết trái nào cũng có gai hết đó mà nó rất là mịn, nó mịn đây chút ha. Ở trên này thì gai lòi nhiều hơn. Nó đây là mãng cầu Úc. Thấy mê quá các bạn ơi. Quá chừng trái luôn á. Trái bên này bự ha. Bây giờ là giữa tháng 11 rồi đó các bạn. Mà mãng cầu Úc thì mình chín có khi thì trước Tết Việt Nam. Có khi thì ngay Tết Việt Nam được luôn á. Quá chừng ở trên đây luôn nè. Các bạn thấy không? Ở dưới cái đít á.
cái mảng cầu thì nó hơi láng hơn là ở trên. Ở trên là nó nổi gai. Thì hồi lâu rồi á, anh Khoa cũng có chia sẻ là nếu mà mình lấy cái phấn của mảng cầu Do Thái mà mình chấm qua cái mảng cầu Úc thì cái trái nó sẽ ăn rất là ngon luôn. Thì các bạn nào nếu mà mình chưa thử cái cách này thì mình làm thử xem sao nha. Nó nói là ngon hơn là mảng cầu Úc chấm bông của Úc bình thường. Còn nếu như mà Do Thái mà chấm bông Úc á, thì nó cũng không khác biệt gì hết, nó cũng là mảng cầu Do Thái thôi. À, cũng có bạn hỏi là lúc mà đang mảng cầu mà đang có trái đó, mình có nên tỉa nhánh, tỉa lá ở trên nhiều hay không? Thì anh Khoa vừa rồi có chia sẻ đó các bạn, là nếu như mà mình tỉa nhánh lá nhiều ở trên á, thì cái trái nó giống như cũng đủ dinh dưỡng, nó khỏe cái trái hơn. Nhưng mà ngược lại á, ở vùng nào mà các bạn bị lạnh nhiều á, là cái trái nó sẽ dễ bị giống như là nó bị đen hoặc là bị giống như chín sớm vậy đó. Tại vì nó lạnh quá đó, nó chai cái trái, nó sẽ ăn không ngon. Cho nên tốt nhất mà các cái vùng thường thường mình ở trên nước Mỹ mà vùng nào mà hơi lạnh lạnh, các bạn đừng có nên cắt lá ở trên nhiều. Thì theo kinh nghiệm của ảnh thì như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn, các cô chú nào có cắt lá ở trên mà vẫn có trái ngon, những như lúc mà lạnh nhiều, thì các bạn chia sẻ thêm giùm nha. Thì ảnh nói như vậy đó. Nên theo ảnh thì ảnh nói cắt như xung quanh rồi thì được, nhưng mà ở trên thì để giữ, để cho nó che cái giống như lạnh buổi tối á các bạn, thì sẽ tốt hơn cho trái mảng cầu nếu mà ai ở vùng lạnh ha. Hồi thấy thương quá luôn. Thì vừa rồi cũng có bạn hỏi là tại sao mà cái mảng cầu của bạn bị nám đen ở trên á, là cũng có thể là do lạnh á, do trời lạnh nhiều á, thì nó cũng có làm cho bị nám đen trái mảng cầu. Đây là mảng cầu Do Thái. Các bạn xem hôm nay cái trái Do Thái này nó bự. Cái gai của mảng cầu Do Thái rất là nhọn. Các bạn thấy nó khác với mảng cầu Úc không? Cái gai nó lòi lòi ra nhiều hơn nè. Rồi trái này bự quá ha. Mà nó nhìn nó giống như trái tim vậy. Đó, đây là mảng cầu Do Thái. Đó, thì hồi nãy mình nói đó, mình lấy mảng cầu của cái phấn của cái này nè, cái nhị của cái này, mình chấm ra qua bên mảng cầu Úc, thì khả năng cái trái của mảng cầu Úc ra ăn sẽ ngon hơn á. Rồi, nó đu đu theo, nhìn thấy thương quá. Đó, đây nè. Quá chừng trái luôn, nhìn thấy mê luôn á. À, quay qua bên này, nguyên cái bên này luôn, trái đầy hết trơn luôn. Trời nó mùa lạnh đó các bạn, thì cái lá này nè nó hơi có cái trái trái một chút, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì đến trái mảng cầu nếu mà nó lạnh ít á. Còn những vùng nào mà rất là lạnh luôn thì nó mới bị sượng trái mảng cầu. Thì các bạn hỏi là nếu mà trời lạnh quá phải làm sao đó, thì có người là mình phải lấy giống như là mình lấy cái mền đó các bạn, mình trùm lên cái cây, nếu mà cái cây của mình gọn gọn á, mình lấy cái mền nó mình trùm lên, phủ lên để buổi tối nó đỡ lạnh. Nếu mà các vùng nào mà lạnh quá nha. Trời nó hơi nắng rồi. Mình cho các bạn xem. Đây là cái mảng cầu đỏ. Trái nè, thấy thương không? Quá chừng bự luôn á. Đó, mảng cầu đỏ. Thì thấy hình như càng ngày càng lớn thì nó tươi hơn. Lúc nhỏ thấy nó đen sậm. Bây giờ thấy nó đỏ mà nó đỏ tươi. Lúc nhỏ nó đỏ đậm. Nó còn lớn nữa đó các bạn.
Mãng cầu do thái đỏ này thường thì nó chín hơi trễ hơn mãng cầu Úc nha các bạn, hoặc là mãng cầu Lisa. Và do thái đỏ thì cũng có nhiều người nói là thích ăn mãng cầu đỏ tại vì nó rất là dai, nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái người trồng nữa các bạn. Người trồng rất là quan trọng. Nhiều khi mình hái trái mãng cầu mà mình để nó chín cây đó thì cái trái đó nó ăn nó bở, nó ít có dai. Mình phải hái lúc nó già, nó đúng lúc hái ăn là nó vừa, thì lúc đó là nó dai hơn là mình hái lúc mà mình chín cây ha. Hoặc là khi mình ăn mình thấy nó không có ngọt thì nhiều khi mình săn sóc nước tưới nhiều quá, hoặc là mình hái nó sớm quá mãng cầu nó cũng không có ngọt, hoặc là mình săn sóc nó thiếu phân, thiếu dinh dưỡng thì làm cho cái mãng cầu nó cũng không có ngon. Cái này là mãng cầu Úc mà cái loại giống mới giờ đó các bạn, thì cái trái thấy nó cũng không có khác gì mãng cầu Úc cũ, mà thấy cái chắc mai mốt nó lớn nữa thì mình nghĩ là nó sẽ lớn nhiều hơn. Mà đây là cái giống mãng cầu Úc mới đó, cái gai nó cũng không có nhọn gì hết, khác hết với cái cũ, nhưng mà thấy cái trái thì bây giờ nó lớn cỡ này nè, hy vọng là mốt nó lớn nữa đó. Cái giống này là giống mãng cầu Úc mới, mãng cầu Úc cũ thì nó cũng hơi láng láng đây, thì cái mới mình thấy cũng tương đối cũng giống hịch. Mà người ta nói mãng cầu Úc mới thì cái trái nó ra nó sẽ lớn hơn, thì hy vọng mai mốt cái trái này nó sẽ lớn hơn nữa. Đây là trái na dứa Đài Loan đó các bạn. Cái kiểu hình nó giống như trái na ha, nó muối muối nè. Cái này thì nếu mà người ta nói nếu mà khí hậu thích hợp đúng thì cái trái nó bự bằng trái dứa luôn các bạn, cho nên là người ta kêu bằng na dứa Đài Loan. Còn đây là na hoàng hậu nè các bạn. Na hoàng hậu thì nó có cái vỏ ngoài giống như na Việt Nam vậy đó. Nhưng mà na hoàng hậu thì thường cái trái nó sẽ lớn hơn cái trái na Việt Nam. Đó là cái trái na, đây là trái na hoàng hậu, cái kiểu dáng nó như vậy đó. Thì mai mốt nó chín lớn nhiều hơn nữa rồi nó chín. Thấy ngon quá ha. Trái quá chừng luôn nè. Bên đây nữa nè. Là chị na hoàng hậu hết á. Đó, đây nữa nè. Rồi, cái đây mới đặc biệt nè. Mới hái xuống nè các bạn. Na hoàng hậu. Đó. Chị này là mới được hái xuống đó. Còn cứng nha, nhưng mà nhìn á, nhìn nó thấy nó bóng hơn á thì mình thấy nó chín rồi mình hái xuống. Trái cũng lớn quá ha. Đó, na hoàng hậu thì tương đối mới thích hơn là tại vì nó lớn hơn cái na Việt Nam. Mà ăn nó cũng gần gần giống na Việt Nam nhưng mà nó cũng dai, nó cũng ngon. Đẹp quá chừng luôn nè. Cây na hoàng hậu này đó các bạn thì cũng có người nói với My là trồng sao bị nứt trái nhiều quá. Và cũng có người nói là trồng bao nhiêu năm rồi cũng không thấy nứt trái gì hết. Thì cũng giống như cây Lisa lúc nãy My nói với các bạn vậy đó. Thì cái này cũng có lẽ là do săn sóc của mỗi người khác nhau đó các bạn. Nhiều khi nước nhiều ha, hoặc là trời lạnh, hoặc là mình cho phân lúc mà đang có trái mình cho phân nhiều quá thì nhiều khi nó cũng bị rụng trái, hoặc là nó ảnh hưởng sau đó nó cũng có thể nứt trái. Mà mình cũng không biết là hay là tại cái giống nó nhạy cảm quá cho nên nhiều khi mình làm cái gì đó hay thời tiết thay đổi chút xíu thì nó cũng có thể làm nứt trái. Thì nếu các bạn, các cô chú nào có trồng những cây Lisa hoặc là na hoàng hậu có qua rồi mà có bị nứt trái nhiều hay là không bị nứt trái gì hết thì My cũng mong các bạn, các cô chú, các anh chị chia sẻ thêm giùm My dưới comment, hoặc là có kinh nghiệm gì hay thì My cũng mong các bạn, các cô chú chia sẻ thêm giùm My ha. Và cuối cùng là trái mãng cầu mễ. Đây là một cái loại mãng cầu cũng có cái thì ăn cũng rất là ngon nha các bạn, còn có cái thì ăn được thôi chứ cũng không có ngon. Nhưng mà có loại thì
cái da nó trơn như vậy, còn có lõi á, thì cái da nó hơi có gai gai ở ngoài giống như mảng cầu xiêm vậy đó các bạn, thì người ta cũng gom chung gọi là mảng cầu mễ. Nhưng mà trong mảng cầu mễ thì nó cũng có rất là nhiều giống khác nhau luôn. Thì hôm nay thì mới cho các bạn xem như vậy thôi. Thì nếu có dịp nào mà các bạn, các cô chú nào có mảng cầu mễ nào mà giống ngon hay tên gì á, thì mong các bạn, các cô chú chia sẻ thêm giùm My ha. Cây này là cây Samoyed Thái Sao bu chè Thái hả? à, nhưng mà người ta không có kêu bằng Samoyed Thái, ta kêu bằng lòng mứt Thái Vậy hả? à, thường để bên miền Tây mình á, người ta kêu cái Samoyed, có những vùng họ kêu bằng lòng mứt. Dạ. Cây Samoyed với lòng mứt á, thì thực sự là kêu lòng mứt là tại sao, thí dụ như trái Samoyed này cái gì, Dạ. lúc mà nó chín á, nó bự lên nữa nó chín gì, mình cắt ra làm đôi gì, thì bên trong chính giữa cái ruột của nó nó sẽ có một cái lớp giống như lớp mật á, thì những cái trái Samoyed nào mà như vậy á thì mới người ta mới gọi là lòng mứt, Dạ. còn những cái trái mà nó không có như vậy á thì người ta chỉ gọi là Samoyed mà thôi Dạ. đó. Thành ra cái chữ lòng mứt là có nghĩa là như vậy, là những cái thằng nào mà cắt ra trong nó có cái giống như mật, cái trong đó ngọt ngọt miếng mật đó, thì nó kêu lòng mứt, là cái Dạ. lòng mứt là như vậy. Thì cái này á nó cũng thuộc cái dạng lòng mứt, là lúc mà nó chín gì ăn ăn rất là ngon, mà bên trong á, trong mình ăn rất là creamy phải không, mà bên trong á nó có cái mật cái Ồ. trỏng à, thì nó rất là ngon đó. Dạ. Mà cái này mình thấy tỷ lệ đậu trái rất là mạnh nha, Vậy hả? mình thấy không, trong cái chậu rất là bé tí tẹo này cái gì À. mà nè, thấy không, cái bông mình thấy cái bông lúc nó vậy gì Dạ. là từ từ nó thành cái trái luôn, chứ không phải giống như kiểu hạ nó nồi Ồ vậy à? đây nè, nó dây là nó đậu rồi Ừ, tượng hình trái luôn rồi đây nè. nè, trái Dạ. nè, mà cái này là nó cũng cứng ngắc là không, là thành trái luôn, bóp thử Ồ, đi. dạ. Còn thằng Arano thì mình thấy nó chậm hơn, cái này á, nhiều khi bóp mềm xèo là coi như là không đậu rồi đó Dạ. đó. Ồ. Cái thằng này mình không, mình tại vì cái này nó cũng rất là mới, mình cũng chưa rõ ràng đâu, nhưng mà hổm ra mình để ý là thấy nó như vậy, hôm bữa hổm đem về thì cái thằng này á là giống như thằng này nè Dạ. đó, thì hổm rầy mình chỉ để cho coi như thế nào thôi, thì mình thấy là không, này là ngon lành không, Dạ. vậy là thấy có trái rồi Ồ. đó. Vậy là cái này là lòng mứt Thái. À, lòng mứt Thái á, Dạ. Dạ sao anh thấy hình ai cũng nói ở sao chê là lòng mứt vậy thôi anh Phái. no, cái Samoyed là nếu mà cái cây nào bên trong mà mình nói mới giờ nãy giải thích là cắt ra mà nó không có Cái mặt á cái ha. mật ở trong đó, là không phải là không có được gọi là lòng mứt. Dạ. Những cái thằng nào mà cắt ra bên trong nó có cái mật ở trong nó mới gọi là lòng Dạ. mứt. Mà không biết cái này là cái trái mốt nó bự bao nhiêu ha. Cái trái này mốt là nó bự lên, cái trái Samoyed lúc nào cũng vậy đó, lúc mà nó còn nhỏ là nó tròn, nó bự lên chút nữa là sẽ cái hình oval giống như Như cái cái trứng trứng ngỗng vậy ha. à, giống như trứng con ngỗng con vịt vậy đó Dạ. à, nó sẽ tròn tròn nó mới méo, chứ nó không phải là nhọn nhọn nhỏ chút mà dày nhằn, Dạ. mà nó cũng không phải tròn quay. Dạ. Nó có loại Samoyed là trái nó tròn quay luôn, là chẳng hạn như Mulic á, Dạ. cái Samoyed mà cái tên Mulic á, là cái trái nó tròn quay Ồ. đó, còn cái thằng này á, là không có tròn. Dạ. Thấy có trái là thấy khoái rồi. Mà nếu mà nghe mà thấy khả năng đậu trái dễ thì cũng ok hả? Thôi Đây là à, lòng thôi mứt Thái ha. lòng mứt Thái ừ. Dạ. À, cũng mong cho có trái để ăn thử coi nó ăn sao. Con trái này em mốt rồi, Dạ, review trái này nha. cho trái để dành review. Cây này đẹp quá anh Khoa. Cái cây này là Alano á mi Dạ, Alano mà đang có trái nè các bạn. Cũng cao ha. cũng cao Dạ, đứng vô thử coi cao bao nhiêu vậy. nè, Wow, nó cũng nó cao cao qua đầu luôn các bạn. Mà đang có trái luôn nè, trái đang nhỏ quá chừng nè. nè, bên này nè quá trời đặc lừ luôn rồi, mày thấy không, Trời ơi, quá sáng quá luôn luôn nè. đó. Trời ơi, nó chắc chắn là có trái rồi ha. 100% Dạ. giờ còn chối cãi gì nữa, đã nằm đây tại đây Có nhiều người cứ sợ nó, trời sao nhà tôi trồng lâu rồi cây lớn mà không có trái. nó giờ là Mà chắc chắn 100% rồi, chứ thấy còn chối trái cãi gì là đâu nữa. khoái. Nhiều người một cô cứ ra ca tranh trong chừng hoài luôn, sao vậy, làm đủ mọi cách mà không trái là không Bởi vì mình cứ mấy người tới đây mình cứ nói thôi đừng ra coi, cứ dòm nó hoài nó không có trái đâu, lâu trái. lâu 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 hả thăm nó lần phải không, Nhìn nó hoài nó mắc cỡ đúng vậy. phải không? Alano. Quá tay tá luôn. Dạ, có mà nói nếu mà sợ không có trái thì tìm cây nào có trái thì cho chắc chắn. Giờ chắc chắn luôn. Dạ.
Thì chúc cho các bạn tìm được một giống mãng cầu mình thích và mình trồng được tốt ha, trái nhiều, trái ngon, trái ngọt. My đã có chia sẻ rất là nhiều về cách săn sóc cũng như bón phân, săn sóc làm sao cho cây mãng cầu được tốt, trái nhiều, thì có rất là nhiều video của các cô, các anh chị cũng có kinh nghiệm đã chia sẻ rồi. Thì các bạn xem lại những video cũ thì sẽ biết cách săn sóc để mình được thành công hơn ha. My xin dừng ở đây. My cảm ơn các bạn đã xem nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.